Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Mão tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh Kim Bạch Kim, ngày Quý Mão tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Kim Bạch Kim, kỵ tuổi Đinh Dậu, Tân Dậu, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Tuổi xung trong tháng: tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Ngọc Đường hoàng đạo tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Sao Ngũ Quỷ, kỵ về xuất hành. Sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc. Sao Hà Khôi, xấu mọi việc. Sao Vãng Vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Sao Cửu Không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương. Sao Trùng Phục, kỵ về giá thú, an táng. Sao Lọ Ban Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Sao Cẩu Giảo, xấu mọi việc. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý dù bạn là người rất thông minh, nhanh nhẹn, tuy nhiên trong ngày này bạn đang gặp ngày Tý Mão tương hình, bạn lại lấy đó làm lý do để tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, cho rằng người ta chỉ làm vướng chân, vướng tay của bạn mà thôi. Vì vậy với bạn tuổi Tý, bạn thường xuyên nói năng không suy nghĩ, dễ đắc tội với người khác. Bạn cần phải chú ý hơn trong cách giao tiếp, và khi muốn góp ý cho ai đó, đừng có sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, lại gây tổn thương lòng tự trọng của người khác. Có như vậy thì môi trường làm việc của bạn trong ngày hôm nay mới có được sự hài hòa, và làm việc mới đạt được hiệu quả.
Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn lại đang rất may mắn trên con đường tài lộc. Thậm chí bản mệnh còn có thể phát tài dựa vào vận may của mình. Song bạn chỉ nên coi đó là niềm động viên, khích lệ chứ không nên có thái độ dựa dẫm, há miệng chờ sung nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, có tầm nhìn xa trông rộng, thông minh, nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, không nên coi mình là nhất, xem thường mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, chú ý trong khi giao tiếp, tránh sử dụng những từ ngữ quá nặng nề. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, dễ làm mất lòng người khác, khiến cho môi trường làm việc trở nên căng thẳng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có thể phát tài dựa vào vận may của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 27, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này cần phải luôn chú ý tới cách cư xử của bản thân mình, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không vướng phải những rắc rối. Trong ngày hôm nay, dù bạn đang phải chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh, bạn vẫn dễ vướng vào sự tranh chấp với đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Và với bạn tuổi Sửu á, nếu như bạn gặp phải tình trạng này, bạn không cần thiết phải quá mức bức xúc và vội vàng thanh minh cho chính bản thân mình. Bạn cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh, khiến cho mọi người không còn hiểu lầm và biết rõ lập trường của bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất được với nhau. Tuy nhiên, sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm thấu hiểu về nhau hơn. Chỉ cần hai bạn không quá cố chấp và biết bao dung cho nhau là được. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vướng vào những rắc rối với bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không nên quá mức bức xúc khi đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có thể sẽ bị mọi người hiểu lầm, đánh giá sai về bạn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, không nên cố chấp, hãy bao dung hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, vợ chồng không thống nhất ý kiến với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 28, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Dần ạ, cho chúng ta thấy là ngày này bà tuổi Dần đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi nhờ có tam hội giúp sức. Với bạn tuổi Dần có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, bạn luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu cho mọi việc, cho dù có là một việc tưởng chừng như là rất khó khăn đi chăng nữa. Trong ngày này, cái mối quan hệ xã giao của bà tuổi Thìn cũng có được sự hài hòa, do bản mệnh là người vừa có tài năng, vừa biết cách cư xử, dù có bực bội và nóng nảy đến thế nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy và không bao giờ to tiếng với mọi người xung quanh. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày thích hợp để cho bạn tiến hành nhiều công việc, trừ những công việc như là động thổ hoặc là an táng. Vì vậy, nếu như bạn đã có kế hoạch thực hiện công việc gì trong ngày hôm nay, thì bản mệnh
nên sắp xếp thời gian, tranh thủ thời cơ để tiến hành rất thuận lợi cho bạn. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, có cách giải quyết cho mọi việc dù là khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ xã giao được thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, biết làm vừa lòng mọi người, không nổi nóng với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch từ trước đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 80, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mão có thể sẽ phải va chạm với những người có quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay. Và để tránh đưa bản thân mình vào rắc rối, bạn cần phải chú ý cách cư xử, tránh bị kích động và có những hành động quá khích. Với bạn tuổi Mão, bạn là người mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng bảo vệ những điều mà bạn cho là đúng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét lại tình huống trước mắt mình thế nào cái đã, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ để cho người khác cho bạn là người ngang ngược. Ngày này với bạn tuổi Mão, nếu có việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn giờ hoàng đạo và xuất hành theo những hướng tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi. Hướng tốt trong ngày gồm hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, không nên quá mức bức xúc, tranh cãi với cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, gặp phải rắc rối trong công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 29, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Thìn á, cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Và mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người xung quanh, thậm chí là còn bị phản đối quyết liệt nữa. Với những chuyện không như ý có thể xuất phát từ chính bạn hoặc là người thân của bạn. Tuy nhiên, dù bạn mệnh tuổi Thìn cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, thì trước tiên bạn cũng nên xem lại mình chứ, hạn chế những hành động thiếu suy nghĩ nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này còn cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia cũng chưa thực sự thấu hiểu nhau. Và khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào trạng thái nóng nảy, cố tình hoặc là vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt nhau mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, xảy ra tranh chấp trong họ hàng, người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên hành động thiếu suy nghĩ, cần phải xem xét lại bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Thìn
thuộc mệnh kim, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 15, số 59, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tỵ với nửa kia đang rất hòa hợp. Bạn thấy mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ ở trong lòng với người ấy và bạn tin rằng vợ chồng đồng thuận thì mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua được. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng dần mở rộng lòng hơn với mọi người, đặc biệt là người khác giới. Và bạn biết rằng, muốn tìm được người như ý thì chính mình cũng cần phải chủ động hơn, bởi nếu như chỉ ngồi im chờ đợi thì hiếm có ai chủ động đến với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 5 này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, và đây là dấu hiệu tốt lành cho những ai đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Bạn có thể khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự đánh giá cao của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rất rộng mở nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, luôn cố gắng mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, khẳng định được vị thế của mình với bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, con đường thăng tiến đang rất rộng mở. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, có những suy nghĩ cởi mở hơn với mọi chuyện. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 35, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu của mình ngày hôm nay. Nếu như bạn muốn tích lũy thì bạn cần phải tiêu tiền có kiểm soát hơn, và lúc ấy túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đến thế nào đi chăng nữa. Trong ngày này, nếu như bạn làm trong những lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, bạn cần phải tránh đưa ra quyết định về đầu tư trong ngày hôm nay. Bởi thời điểm này, bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác làm ăn đáng tin cậy. Bạn cần phải bình tĩnh, chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn với mình. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia đang rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay là mới đến với nhau thì cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho hai người. Bạn cũng không quên giúp đỡ người kia trong mọi việc, dù là việc nhỏ nhặt nhất đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, không nên chi tiêu quá bừa bãi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, bình tĩnh, chờ đợi thời cơ thích hợp đến với mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
5 sao. Con số may mắn số 36, số 47. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường: màu tím, màu cam. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Cái điều này làm cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay đang tiến triển rất thuận lợi, dù đôi khi bạn lên kế hoạch có hơi xa rời thực tiễn một chút. Và bạn tuổi Mùi ạ, bạn nên đánh giá năng lực của mình cũng như là tình hình thực tế một cách chính xác hơn. Trong các mối quan hệ của bạn tuổi Mùi ngày thứ năm này ạ, bạn được yêu mến vì luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Và bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay, đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn nữa. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn đang dành quá nhiều thời gian cho việc xã hội, cho nên thường quên mất công việc gia đình của mình. Và bạn đừng có tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy, bởi việc xây dựng mái ấm gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai cả. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy cần phải xác định rõ khả năng của mình hay là đặt mục tiêu sát thực với thực tế. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ xã hội được tốt đẹp, có cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 34, số 44. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: màu xám, màu cà phê. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân, nếu không chú ý trong công việc hoặc là cách hành sự của mình, khi thương quan chiếu mệnh sẽ khiến cho bạn bị khiển trách, thậm chí là bị mất chức, mất quyền. Và hôm nay quả thật là một ngày không may mắn cho bạn lắm. Vì vậy, với bạn tuổi Thân, bạn nên hạn chế sự hiếu thắng, tùy tiện, thiếu đi sự kiềm chế của mình. Nếu tập thể đã có quy định rõ ràng thì bạn nên nghiêm túc thực hiện theo, bởi những hành động hôm nay của bạn có thể là giọt nước tràn đi cho những sai lầm trước đó. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân á, cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể sẽ xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường tình, và bạn chớ nên nổi nóng, nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia như vậy. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý trong cách hành xử, tránh mất lòng người khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa đang có sự hiếu thắng, tùy tiện, thiếu đi sự kiềm chế trong mọi việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ không nên cố tình làm mọi việc dù là biết mình sai. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vợ chồng bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy thay đổi những tính xấu của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 40, số 51. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: màu vàng kim, màu trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu ạ,
Châu Âu chúng ta thấy là với bản tuổi Dậu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bản tuổi Dậu phải có những phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối. Tuy nhiên, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, sẵn sàng gây gổ với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình. Và hôm nay là một ngày bạn đang có được đào hoa vượng, cho nên bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu như bạn đã có gia đình thì bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng có để cho sự đồn đại và nghi ngờ gây tác động xấu tới tình cảm vợ chồng. May mắn là trong vận trình ngày thứ 5 này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, mang tới cho bạn có được nguồn tài lộc. Đối với những bạn làm nghề tay trái, nghề tự do, chỉ cần bạn cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Mọi công sức của bạn bỏ ra đều không hề uổng phí chút nào. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, khả năng ứng biến tốt khi đối diện với rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, sẵn sàng gây gổ, nổi nóng với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, được nhiều người khác giới để ý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 5 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 45, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ 5 ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 5 này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp nâng đỡ, cho nên đối với những bạn làm ăn được thuận lợi, rất có thể sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác có giá trị. Bạn cũng cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy cơ hội, chớ có chần chừ, do dự để cho bản thân mình phải nối tiếp về sau. Và trong ngày này, bản mệnh tuổi Tuất luôn nhận được sự ngưỡng mộ của những người khác. Song, nếu như gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, bạn cũng không nên giấu giếm và lấp liếm đi. Việc này không chỉ gây tổn hại cho chính bạn, mà còn có thể ảnh hưởng tới cả công việc chung của tập thể nữa. Ngày này, bản tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể đang có sự bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi thảo luận. Bởi trong lúc nóng nảy thì sẽ chẳng ai muốn nghe theo lời của ai cả. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tìm được mối đầu tư hoặc là hợp tác có lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, không nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, không nên cố gắng che giấu hoặc là lấp liếm đi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, vợ chồng cần thống nhất quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chia sẻ những khó khăn với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 5 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 38, số 49, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ 5 ngày 24 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 5 này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đã lập gia đình rồi sẽ có được một ngày khá yên bình. Bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất.
Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể sẽ nhận được tín hiệu từ những người khác giới. Con người không có ai là hoàn hảo cả. Vì vậy, bạn cần phải mở lòng mình hơn để đón nhận những ưu điểm cũng như là khuyết điểm của người khác, chứ không nên chăm chăm vào những khuyết điểm của mọi người. Trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Hợi, trong ngày thứ năm này, bạn lại đang gặp được ngày của chính quan đỏ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày làm việc thuận lợi. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc đến đâu, tốt đến đó, bạn thường nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, bạn bè và cấp trên. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, nhận được nhiều sự săn đón. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy mở lòng mình hơn với mọi người, đừng có quá mức soi mói. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, thời điểm thích hợp để cho bạn khẳng định giá trị của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 54, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.